Phong Thủy Gia Cát xin kính chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi tháng 8 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Kỷ Tỵ 1989 đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cục với lệnh tháng. Vậy nên trong tháng 8 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và song phẳng. Tháng 8 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Kỷ Tỵ, nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc, cũng như có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 8 âm lịch. Sự thành công của người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 8 sẽ vang dội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tuýp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ, nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt, những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn, phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Trong tháng 8 âm lịch, người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định, hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ, tâm sự với mình. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp Kỷ âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Kỷ Tỵ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi 2022 thấy rõ, vào tháng này cục diện bán tam hợp mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Gia chủ sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn, vận quý nhân lại vượng, các dự án hợp tác có nhiều lợi hơn, tỷ lệ thành công cao hơn. Gia chủ mưu sự dễ thành, chí lớn được thực hiện, nhiều không gian thăng tiến. Bản mệnh sẽ thấy nhiều việc khó khăn trở ngại trước đó, nay tìm ra được phương hướng phù hợp để khơi thông thế bế tắc, thu về kết quả vô cùng khả quan. Hơn nữa, gia chủ còn phát huy tối đa trí sáng tạo, linh hoạt trong cách xử mọi việc, nâng cao uy tín và sự trọng dụng của cấp trên cũng như sự đồng thuận của cấp dưới. Con đường phát triển càng thêm hanh thông. Tuy vậy, trong tháng, tử vi nhắc nhở tuổi Kỷ Tỵ cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân, công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉ chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài chính trong năm nay 2022 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí còn thu hoạch được những khoản lợi nhuận khá bất ngờ. Bản mệnh nhận được nhiều dự án hợp tác hơn, đa phần đều có nguồn thu khả quan. Nên nhớ quý nhân nâng đỡ mang tới không ít cơ hội tốt đẹp, nhưng quan trọng vẫn cần bạn phải chủ động giành lấy về phía mình. Cũng cần chú ý, tháng này không thích hợp để mệnh chủ kỷ tỵ đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ dù là làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè, nếu không bạn sẽ mất tiền oan đấy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của con giáp Kỷ Tỵ không có điều gì đáng lo ngại trong năm 2022. Dù đau ốm vặt khó tránh do giao mùa nhưng đều là qua loa, sớm được điều trị dứt điểm. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý rèn luyện sức khỏe thường xuyên để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, chú ý đi lại cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là phụ nữ mang thai rất dễ nguy hiểm đến thai nhi. Các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Người đã có gia đình nhìn chung, gia đạo khá là bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Tuy nhiên, cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau, hãy dành thời gian này cho vợ chồng và các con của bạn. Một chuyến dã ngoại sẽ khiến tình cảm gia đình bạn gắn bó hơn. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tỵ Thành Kim Cục, Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất và Tý Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 8 năm 2022, tức ngày 7 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức ngày 19 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 8 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức mùng 4 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 8 năm 2022, tức 16 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Họ anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn.
Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.